Rồi sao? Em tên gì? Buông tay anh ra đi, buông tay anh ra đi. Rồi. Xe nguy hiểm em ơi, đi vô trong đường nè. Gì trong đó vậy? Dạ, dạ có gì đâu trời. Bên ra cho anh coi với chị. Ba này có gì đâu. Má tí, má không lộn nha. Không giờ hẳn nha, Kim Cương. Kim Cương hả? Ừ. Em ăn gì vậy? Dạ, ăn dạ, dạ. Ăn cái gì vậy? Bỏ hổng vậy? Em thì làm đĩ rồi giờ. Ờ lộn không, lộn. Em làm đĩ rồi. Không lộn. À, lộn hả? Rồi. Em không làm đĩ đúng không? Rồi, nói tiếp đi. Cái gì? Em sao thương em? Rồi sao nói sao? Rồi. Xe nguy hiểm em ơi, đi vô trong đường nè. Cô gái này có biểu hiện rất là bất thường nha quý bà con cô bác. Em ơi, xe đó em. Hả? Xe đó. Đi vô trong. Xe nó đụng cháu bây giờ. Đứng em, ngồi xuống. Em ngồi xuống nói chuyện nè. Dạ, dạ, ngồi xuống. Rồi. Ôi. Vô trong lề với anh đi. Xe ngã ra xe nó đụng bây giờ nè. Em ơi. Đi vô trong lề anh nè, đi. Đi vô trong lề, đi. Ngồi đây nó bật ngửa ra xe nó tới là nó thắng không kịp á. Xe hơi lớn không kìa. Em vô trong đây nè, ngồi đây nguy hiểm quá em. Hả? Ờ, rồi ở đây lên cho tiền, cho. Mà có cho không? Có. Tiền. Có cho không? Cho không cho mình đứng chụp hình người ta vậy ba. Nè rồi anh cho. Cho đi trời, đã ăn xin ăn mày làm gái làm nỉ đúng đường gì ba cũng phải cho chứ. Rồi cho em nè. Đó. Rồi. Rồi nói chuyện đàng hoàng anh nha, anh mời em vô quán nước uống nước nha. Là hồi bé bây giờ kêu là người ta là. Hả? Em nói gì? Nói cho nghe. Em nói gì? Rồi nói sao? Em ơi, rồi ngồi sát vô đây nè. Ôi, thôi, anh với em qua đường đi. Ở đây nguy hiểm quá. Xe cậu chạy ngược chiều không? Đi qua đường nè. Em ơi, rồi ngồi chỗ này nè em. Em gái. Rồi bé này nó đi thất thần với bà con cô bác anh chị. Em trên đường đi qua em thủy á vị thì bác gặp em này đi ngược chân cầu về rất là nguy hiểm với bà con cô bác. Vô được bạn. Rồi vô không? Em xin lỗi anh. Rồi sao? Cho dù gì đi chăng nữa. Rồi sao? Đứng em xe. Phải không? Rồi. Em nói đi. Anh biết chuyện nào? Rồi sao? Em đợi bạn hay sao? Không, em không giỡn nha. Ờ. Đi vô rồi với anh nè, đứng đây nguy hiểm quá. Xe này mặc đồ đen, xe nó thấy được. Rồi quý bà con cô bác ơi, em này bắt chấp băng qua con lương như vậy quý bà con cô bác. Hai bên lượng cầu như thế này nè. Em ơi, cho anh hỏi tên gì nè. Không, em tự chụp hình. À, anh quay đường không có chụp. Em coi bói. Em coi bói hả? Rồi em coi sao? Em biết coi không? Coi anh coi. Rồi coi anh coi. Biết coi bói không? Không, nếu mà em sớm này đồ này kia em đắp bóng tại bữa giờ ấy không hiểu đâu, nói chung là. Rồi sao? Biết coi bói không? Nói coi bói coi anh sao? Em tên gì? Em tên gì vậy? Cho nắm tay anh hoài vậy? Nắm tay anh coi để coi bói hả? Em tên gì, em ở đâu? Em ở gầm cầu luôn hay sao? Cho nắm tay anh hoài vậy? Hả? Trời, để cho anh là bạn mà. Ờ. Nghĩ sao vậy? Tự nhiên ra được. Này em nói với anh. Ờ, rồi sao? Chỉ có em với anh thôi à. Anh lần đầu tiên mới gặp em á. Dạ. Không, anh chồng em mà. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, tuần nay anh có vợ rồi, đâu rồi được vậy? Dạ. Em mới gặp em đầu tiên, nói là vợ anh là chết rồi. Rồi sao? Em tên gì? Buông tay anh ra đi. Rồi buông tay anh ra đi nói chuyện. Buông tay anh ra. Rồi là lần tiên anh gặp người lạ mà nắm tay anh như vậy nè. Rồi em tên gì? Bây giờ em nói cho anh biết em tên gì rồi. Hả?
không, anh không có cước. Giờ ngồi xuống đi, ngồi xuống anh nói chuyện này. Anh đã lấy được những cái điều kiện đơn của các bình rồi. À, em là em tên Bình hả? À. Em tên Bình hả? À. Rồi bé Bình à, anh với em vô quán nước ngồi nói chuyện nha. Không phải, em là cái túi hay đứng vậy thôi chứ em ấy là hay. Rồi sao? Nó đẹp mà. Em đứng như vậy là đứng sao? Đứng anh coi coi. À đứng như vậy là đứng là làm gì để làm gì? Dạ. Bé Bình đứng đó để làm gì? Rồi đứng đây coi ai bắt em trở lên về với nhà rồi này em đang gặp chuyện. Nhà em ở đâu? Dạ. Nhà bé Bình ở đâu? Đi với em một cái là sẽ vui. Rồi đi với em, anh sẽ chở em về nhà. Tại sao ngồi xuống vậy? Bé Bình. Nó thấy em bộ. Ủa bà thì mỏi hả ta? Rồi sao? Em nói tiếp đi, sao ngồi xuống nè, đang đứng ngồi xuống nè. Hả? Bình ơi, nhà em ở đâu Bình? Nhà Bình ở, nhà Bình ở đâu cho anh biết với coi. Hả? Nhà em ở đâu? Nhà của bé Bình đó hả? À. Không. Bình năm nay nhiêu tuổi rồi em? Bé Bình năm nay nhiêu tuổi? Ở đâu, nhà ở đâu cho anh biết với coi. Em ngồi, em biết em ngồi ngoài đường vậy nguy hiểm không em ơi? Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Ở đâu? Bình ơi, nói cho anh biết với kìa, để hả? Em buồn tiền hả? À, không, em buồn thiệt. Buồn thiệt hả? Chứ nãy anh tưởng em buồn chơi không á. Rồi anh dắt em vô quán nước ngồi uống nói chuyện với anh chút nha. Đi ha. Đi không? Đi uống nước đi, anh chạy đi uống nước nè. Đi nha. Rồi đi nói với anh vậy. Đi từ từ nha, coi chừng xe nha, đừng có băng qua đường cái dột nha. Không. Giờ đi qua em mang dép bên đi, dép em bên kia cái cây cột điện kìa. Nó nghĩ sao chưa, sao son phấn trang điểm rồi ba quay. Bình, cho anh hỏi Bình ở đâu nè. Giờ cũng có cái mặt đâu, mặt xấu đó. Hả? Giờ Bình ra đây, Bình đợi ai rồi đây? Mặt xấu. Hả? Dạ bây giờ em mang dép vô đi rồi anh với em vô quán nước ngồi nói chuyện chút nha. Rồi anh biết rồi, bây giờ mà Bình vô anh xuống cái quán uống nước nha. Cái người đứng trên cầu như vậy bà con ta dòm nè. Chứ em hay băng xe qua đường thấy nó nguy hiểm quá à. Đi Bình qua, em qua đi anh đi. Em qua em lấy dép đi. Đi. Rồi em định nói gì với anh? Anh làm gì anh quýnh em, có gì đâu mà quýnh em. Xấu là hay. Hả? Xấu là hay. Để em đi theo để tìm hỏi thêm thông tin về em. Bây giờ anh với Bình ha. Anh với Bình vô cái quán nước ngồi nói chuyện chút đi. Em bình tĩnh lại nói ngồi nói chuyện nha. Đi vô cái quán xuống đây đi. Ok chứ. Hả? Không được. Sao vậy? Bình tĩnh xuống rồi em đi với anh. Rồi em bình tĩnh xuống đi với anh hả? Rồi coi chừng xe nha Bình ơi. Để anh gọi đường qua xe không kìa. Rồi cái gì em để trong đây vậy? Thuốc lá với cái bằng trả khách sạn hả? Là em mới thuê khách sạn em ở hay vậy? Thôi em ăn đi. Em có gói còn nhường cho anh nữa. Thôi em ăn đi. Nè, ăn miếng cơm trứng cho vui. Hôm nay em dọn sớm rồi. Anh chị ngồi chơi tí nha. Không có bán nước hả chị? Dạ, em dọn. Chừng nào chị dẹp rồi em ngồi chừng nửa tiếng đi ạ. Dạ, em cũng dọn rồi. Ok, ok chị. Tại sợ quên ra cái chiếc xếp chị. Không sao, chị cứ vô quán ủng hộ chị nước chị mày. Em muốn gì vậy Bình? Dạ. Em muốn gì? Em muốn gì muốn đó. Em muốn gì? Không. Cho em lên Vario đi.
hai lon hả? Em muốn cái đó là uống nước suối không? Cho hai lon đó đi chị. Thì em bình tĩnh nghe anh hỏi. Dạ. Rồi em ở đâu em đi lại đây vậy? Được không? Hả? Dạ được không? Được. Khổ. Khổ là sao? Khó khăn, giờ không có tiền bắt xe gấp, giờ không có tiền ăn, giờ em muốn về đâu để anh sẽ về Bình Thuận luôn. Dạ. Nhà em Bình Thuận chỗ nào? Là gửi Phan Thiết. Là gửi Phan Thiết hả? Cho anh đi địa chỉ, đọc ra đi, cho địa chỉ đi. Để anh biết anh chờ. Bờ biển ra đi Phan Thiết hả? Nhớ số nhà không? Bờ biển mà sao có số? À vậy hả, mà ở ra đi Phan Thiết. Dạ. Rồi em có nhớ được số điện thoại ba mẹ em được không? Dạ. Em có số điện thoại ba mẹ em không? Dạ có. Em đọc cho anh. Em mất cái điện thoại luôn anh Đại. À vậy hả? Ừ. Rồi Bình vô đây Bình làm cái gì? Dạ. Em vô đây em làm cái gì? Em hả? Em vô đây em dân chơi mà. Là sao? Em vô đây em chơi mà. Em vô đây em chơi mà cuối cùng sao em ở đây? Dạ em đi lấy căn cước. Căn cước sao lấy ở đây kỳ vậy? Dạ căn cước gốc quận 8. Giờ anh giúp đỡ cho em được một cây cơ này không? Là giúp đỡ em sao cây cơ là sao, nói nghe coi. Để em nói cho anh nghe. Rồi nói đi. Cả cuộc đời anh có biết đùa giỡn là gì hay không? Dấu chấm hỏi. Dạ. Đó. Rồi sao? Em nói tiếp đi. Bình ơi, cho anh hỏi là em có nhớ số người thân em không? Dạ. Có nhớ số điện thoại ba mẹ vậy không? Trời ơi, anh nghĩ sao? 40 ngàn nè, em nói cho anh nghe, tiền phức thôi, em trả anh lại nè. Trả anh lại hả? Trả anh lại anh lấy nha. Sao? Sao vậy? Hả? Nãy xin 50 lát cho 10 ngàn nữa là 50 nghìn. Để anh tính tiền nước là anh cho anh thêm 10 nghìn nữa là 50 nghìn ý miếng của em xin. Cho em gửi nước chị ạ. Dạ, 34 nghìn. Em giữ tiền đi Bình. Rồi Bình vô đây Bình làm gì? Em tìm gì trong đó vậy? Có gì đâu trời. Cho anh coi với chị. Ba này có gì đâu ma tí. Không lộn nha, không giờ hẳn nha Kim Cương. Kim Cương hả? Ừ. Em ăn gì vậy? Giả hàng giả vậy. Ăn cái gì vậy? Bỏ họng vậy? Ba hột đá nhai đỡ sụt nước miếng. Đâu? Thấy ra coi. À không, hột đá giả hôm nay nó rụng ruột sao? Rụng ruột hả? Ờ, nhả ra đi. Không em nhai riết quen rồi, nhai mấy năm nay. Trời ơi, hạt đá gì mà em không, nhai. Không, đá tới đá lui không phải đá lưỡi đâu. Vậy nè. Vậy chơi cho vui thôi. Giờ không có gì nhai. Nhả đây đi uống nước kìa, rồi ly nước của em kìa. Trời kêu em chi cho phí, ba này em có uống không? Vậy em uống gì, nước suối hả? Dạ. Uống nước suối hả? Uống nước suối nên đổi qua nước suối. Thôi vô quán này, uống nước rồi, dạ, cảm ơn. Em nói thiệt với anh luôn, giờ em đang có bầu á. Em đang có bầu hả? Không có tiền khó thai. Em đang đâu vậy? Hiện giờ em đang ở đâu mà em đi ra quỳ cầu em ngồi thì không lẽ em thề đó. Thì nói đi anh, để anh biết rồi rồi sao nữa, có gì chuyện gì cứ nói cho anh biết đi. Nghi ngờ vậy thôi, cái là thời em giờ mà đó thôi, giờ có hình như em đang có bầu hay gì sao đó. Em buồn đó, em đứng dậy, em đứng dậy thôi. Cả ngàn đời anh cũng biết cái này. Em mới đi khách sạn với ai về mà có bằng chải nó đi ăn này. Vô cướp của em chứ gì. Ai cướp của em cái gì vậy? Em muốn nước suối nha. Ai cướp điện thoại em luôn. Thử cái gì trong đây vậy? Cho anh coi. Dạ, có điện thoại thôi, liên lạc mà. Mới đi đâu có cái này nữa vậy? Dạ bớt. À, ký hiệu ngày hôm nay 6.000 đồng. Công viên Đặng Thị Trâm. Em đi từ đâu qua đây Bình? Em đi từ đâu qua đây? Em đi lai ra quận 7, quận 8 rồi. Xong nó đáp em tới đây Bình Thạnh nên cũng đi rồi. Em không? Nay đó, 3 bữa nay là đi rồi đó. Em không có ở chờ ở cố định hả? Dạ. Em không chờ ở cố định hả? Không, em cứ làm ghế thanh hả? Để mà tôi nghĩ lại em nhớ. Không, em nghĩ là chị á. Em uống nước vô đi cho nó tỉnh táo lại cái nói chuyện anh nè. Không, nói chuyện nghe. Sao? Hả? Nói đi, nói chuyện đi. Bình năm nay nhiêu tuổi? Anh biết chị Hà không? Chị Hà chị
giờ sao? Cuộc sống của chị khó khăn ngay từ khi còn bé. Nó lớn lên rồi lên mít, nó lớn lên đi. Em có bói cho chị hả? Giờ sao? Nói như vài ngày. Nói sao? Cuộc sống của bà ấy còn khó khăn ngay từ khi còn bé. Nè em cất tiền vô đi. Hả? 2 quận 3 bà cũng chưa có đi. Cho nên 50 nghìn đúng không? Bà cũng chưa có phần làm. Làm gái làm gì đứng đường gì bà cũng chẳng biết được. Ý em nói ai đi làm gái đứng đường gì vậy? Chị Hà, em nói chị Hà. À, cho em 50 ngàn đó là đủ 50 ngàn đúng không? Dạ. Em đời nào xíu em coi cho anh nếu như anh có nhu cầu. Nhưng mà em coi kín đáo, ví dụ như có duyên thì máy thôi. Chứ em cũng không coi bài like rồi kia đâu anh. Chứ em coi, em coi kín đáo là sao? Coi cái những cái gì kín không đáo? Không có duyên, ví dụ như anh gặp những cái gì mắc, ví dụ như coi tình đó hay là cái vấn đề đó mà ví dụ như em mà không coi là anh cứ bị chậm trễ, nhất là công việc. À vậy hả? Ủa, vậy á. Rồi trước em là thầy bói hả? Trời ơi, có duyên dữ dằn lắm á, mới gặp được em ngồi đó hả, nói rồi kia thôi chứ đam mê mà, giờ sao vậy? À, à uống nước đi em. Chứ không phải ai muốn coi là coi đâu. Nè, nước nè. Em đi làm karaoke mà em giờ quán khá rồi này kia đóng cửa rồi. À em đi làm karaoke đúng không? Rồi à, gái nó không chứa rồi, giờ có lộn đòi chạy tô mà em thì làm đĩ rồi giờ. Ô, lộn không lộn. Em làm đĩ đâu? Không lộn. À lộn hả? Rồi em không làm đĩ đúng không? Rồi nói tiếp đi. À. Em nhả cái hạt đó ra đi để nuốt trong họng nó nguy hiểm hà, rồi bình nói tiếp bình. Chị Hà là để em kể cho anh nghe câu chuyện của bà. Rồi sống của bà hả? Không anh, 50 phút thôi cho em xin phép, xin lỗi anh. Không, bà nói vậy đó chứ em chịu nổi không chú? Mà tao kể ghé sẵn rồi kia để máy luôn, chờ chờ rồi bác nè. Em nói đi, dẹp luôn hả chị? À, anh với em lại công viên ngồi ngồi kìa hả? Dạ, cái ghế công viên ngồi nha. Nói đúng luôn. Bà kêu, thấy không? Bà kêu sau này chơi làm cái không. Bà kêu sau này rồi chơi cũng được. Cỡ năm 25 tuổi mới lấy chồng, em nói với anh đúng không? Trời ơi trời, dính hơn hàng gì giờ. Không tiếc nè. Chỉ có yêu những người đàn ông, kể cả những người phụ nữ. Sao em khóc vậy Bình? Sao em khóc vậy? Em ở đâu rồi, đồ đạc em ở đâu? Sao khóc vậy? Đâu em nói em có bầu hả? Cái bụng em ở đâu? Coi có bụng không? Em nói em có bầu là sao Bình? Mấy bữa nay em ngủ đâu Bình? Mấy bữa nay em ngủ về đâu vậy? Hả? Cái gì? Em ở Vũng Tàu rồi em vô đây hả? Ở đâu anh không hiểu? Bây giờ sao? Là tối rồi ngủ đâu? Bây giờ không biết luôn á, bởi vậy nó cần người giúp á. Bây giờ em về Bình Thuận luôn không? Em về La Ghi Bình Thuận không? Anh sẽ bắt chuyến xe cho em về La Ghi Bình Thuận luôn. Về hả? Về cái gì? Về mà đúng không? Bây giờ anh chở sẽ chở ra em đi chuyến xe về La Ghi Bình Thuận nè. Em nhớ cái địa chỉ nhà em không? Bãi biển. Bãi biển hả? Bây giờ xe La Ghi Bình Thuận đúng không? Rồi anh sẽ cho em một cái vé xe để em về La Ghi Bình Thuận. Để anh tìm thông tin rồi cho em chở em ra bãi luôn đúng không? Chứ vậy bắt xe em chơi, em về La Ghi mà em đem giao xe à ta người không, nó cướp em, nó giết em, nó
Không có, em đem lên xe là người ta bắt em lại đó. Không có đem vũ khí ra đi lên xe. Anh sẽ bắt xe cho em về La Ghi. Bình tĩnh lại. Có nhà xe người ta bảo vệ à, em. Bắt em. Bây giờ về La Ghi, anh cho về La Ghi nha. Okay, nha, không không có mượn dao, mượn cộ gì đây nha. Bây giờ để anh về anh lấy cái nón bảo hiểm rồi chở em lên cái nhà xe để đo cho em về La Ghi. Với cái thằng gái không đi lang bang rồi công viên cầm cầu cái thằng khác là nó bắt em là nó bắt em đi đó. Đón em bao nhiêu nó em hỏi thiệt luôn á. Em hả? Em chắc 25 tuổi quá. Ở đó. Vậy hả? Rồi mình nhớ địa chỉ của mình ở bên La Ghi không? Rồi này kia anh gửi anh đưa số tài khoản này, nhớ số điện thoại em về đó em gửi lại cho. Thôi em không có tiền rồi mà em gửi tiền. Cỡ nào cũng phải lo chạy danh chứ. Vậy hả? Ừ chứ không lẽ tự nhiên không không ấy tiền em vậy chi. Thì Bình vô đây Bình làm gì trong đây vậy? Thì Bình mong muốn của Bình là em được về lại La Ghi đúng không? Rồi nếu vậy anh sẽ giúp Bình. Anh sẽ bắt xe cho Bình đi về La Ghi nha. Cái thằng gái là tối là không có ngủ bữa ngủ bụi ngủ ở công viên như thế này nè. Em thấy đằng kia chị gái đang nằm ở công viên kìa, đang ngủ công viên kìa, rất là nguy hiểm kìa. Đó, gặp thanh niên mà say xỉn ai đến là ta sờ mó hay ta gì đó. Rồi em bình tĩnh lại chứ Bình. Nhớ, nhớ cái địa chỉ chính xác đi rồi anh sẽ tìm nhà xe để bắt về tận nơi. Em tên họ tên là gì? Em họ tên là gì nhớ không? Muốn về hả? Nhớ ba mẹ phải không? Từ từ đi, đi phải đợi nón bảo hiểm vô để công an kẹt cái nón bảo hiểm kìa. Rồi trước khi đi về La Ghi mình có nói gì anh không? Hả? Chạy chết. Trả nón bảo hiểm anh đi, anh đợi bắt xe cho em đi về La Ghi á. Về có biết đường về nhà hay không? Hả? Về có biết đường về nhà không? Ngay cái bãi biển La Ghi đúng không? Từ từ đợi xe lên đi, để đứng đây đợi xe bắt xe cho anh. Anh bắt cho em về tới biển La Ghi luôn nè. Rồi về đó là ở đó là em còn ai với ai vậy Bình? Ở đó em còn ở La Ghi em còn ai với ai vậy đó? Mẹ. Ba, mẹ hả? Ba đâu? Mẹ. Hả? Nhà em mà. Nhà em đó là ba còn ai đó ba mẹ em hả? Trời ơi còn sống đủ hết đó. Còn sống đủ hết hả? Khổ thôi. À vậy hả? Dạ. Rồi ba mẹ em làm gì bên La Ghi? Trời khổ mẹ tiền ăn còn có nữa. Vậy hả? Dạ. Em còn cái giúp giả đi làm nương vợ gặp cây cơ nè. Ờ, à, về đó là nhớ nhớ phụ giúp ba mẹ đi làm nha. Về ở chung ba mẹ đi. Hiện bây giờ là ở đây là lang quan ngoài đường đâu có được đâu. Anh xe chạy tới La Ghi luôn nha. Không có xuống đâu, tới bãi biển La Ghi cho em luôn á. Đang đợi nhà xe hẹn đây 9 giờ rưỡi nè, sắp tới rồi, họ đang trên đường tới đây đó. Rồi nãy em xin tới tài khoản anh để làm gì? Chuyển tiền cho anh. Thôi anh tặng cho em luôn á. Về đó là cố gắng sống nha. Ờ quên ha. Vậy sao? Nói gì? Em kiếm cái sợi cột tóc lên đi cho nó gọn gàng. Vô dê sơ cờ cây đi mua kìa. Đi đâu vậy? Đại xe đi về nè đứng đây. Cũng thùng anh đại. Cũng thùng hả? Anh tên Giàu chứ không phải tên Đại. Chùm thun đâu ra vô siêu thị tiện lợi mua cái chùm cặp tóc đi. Em lại em xin cái chị gái bán nước xin cộng thun đi. Bên lại xin cái chị gái bán nước xin cộng thun kìa. Em lấy gì vậy? Cái gì mà đắng? Cái cục đó là cục gì mà em ngậm ra giờ đắng kìa. Không có ngậm gì nữa, uống có nước suối thì mua cây nước suối theo xe để uống kìa. Muốn nước suối cho chồng mua cái gì đang đi theo xe kìa. Em có ăn uống gì chưa? Thôi xe cũng đến này luôn kìa, có ăn bánh mì vô siêu thị mua ngồi bánh mì ăn. Cái gì? Em sao thương em? Rồi sao nói sao? Để xin tiền thêm đúng không?
Thôi được rồi, đi em đi đi, không cần xếp thời anh đâu. Không có cần đâu, đi lên xe đi, đi lên xe đi, lại đi đi. Đó, đã trả tiền cho em lên xe đó. Chắc nó về tới biển là ghi luôn nha anh. Rồi rồi. Rồi lên đi em. Rồi em Bình nó lên xe về tới biển hơi ghi nha.